Hello, chào bà Hello. Phan. Nghe Dạ rõ ông không nhà. con? Nghe rõ Dạ nghe rõ bố. Âm không? thanh Ok. ok đó. Very Good. Thì good. theo cái tiêu đề mà con đề ra cái ngày hôm nay thì bố mới thấy một cái điều này, nó lặp đi lặp lại hoài. Con cứ nhớ một cái những cái thành phần mà nó hay ca tụng về, nó có một cái viễn tưởng mà mình gọi là coi như là nó có tính cách là nô lệ, cái đầu óc nó bị nô lệ và nó Đúng muốn rồi. có một cái gì đó là vòng ngoài đó. Tôi quên, mình nhớ cái kỳ chắc đây cũng khoảng 4 5 năm thì cái nhà thờ Đức Bà bên Pháp nó cháy. Dạ. Có. Mày thấy rõ ràng ở đây là một cái đám dân nghệ sĩ Việt Nam mà nó khóc khóc như mưa như ma, như là ông bà nó chết mà má nó chết nó chưa khóc nào, đưa viết Rồi. sao tốt thằng Phan Anh rồi tất cả những cái đám nghệ sĩ nó làm thứ ghê lắm kìa, nó giống kiểu như là đủ từ chết rồi, nhưng mà nó không hiểu được cái nguồn gốc lịch sử. Mình cũng không muốn nói về vấn đề lịch sử, bởi vì nói gì thì nói nước Pháp vẫn là một người ngày xưa gây ra cái chiến tranh Việt Nam, trong lịch sử Việt Đúng Nam rồi. tay đúng không? Nhưng mà nó chẳng cần biết lịch sử, mà nó cũng chẳng cần gì cả, nó chỉ biết là nước ngoài bất cứ ai mà nó cảm thấy ấy là nó tôn thờ là nó khóc như mưa thôi, mà cái chẳng chuyện đó nó chẳng có dính dáng gì ở Việt Nam hết, nó không dính dáng gì Đúng hết rồi. mà phải chỉ là Cứ dính tay là dáng nó khoái đúng cứ không? tay Cứ là nó khoái, tay cứ tay là nó à khoái mắt xanh mũi đó, lỏ cứ tay là là khoái, nó bước nó đội 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 lên đầu, đội lên đã đội đầu, lên đầu. đội lên đầu, đó là cái tư duy nô lệ. Chiều nay thì Yeah. có một anh bạn trẻ làm một cái video clip rất là hay, có tiêu đề là chuyện đâu rạch rồi chuyện đâu có đó, có nghĩa là chuyện nào ra chuyện đó đại cái thì ta Yeah. mới bốt lên. Yeah. Thì cũng có một cái thằng thì nó cũng chạy vô nó nói đồ quá không biết cái tên gì tôi quên tên rồi, nó hỏi anh rảnh quá anh đưa đến mấy cái video này rồi kêu bằng gì lại hay tao tao tính tao hay quên lắm, nhưng mà tao coi xong tao cũng bỏ qua, tao cũng không để ý, bởi vì mày phải hiểu được nè, tất cả các người mà nổi tiếng trên thế giới hoặc là những người thì cũng có chuyện gọi là 100 người thích thì cũng vài 50 người chê, nói chung là cái chuyện đó mà không tránh Đúng khỏi mà, rồi, chỉ đúng là rồi. nó Cái gì đâu khác, phải có hai chiều hai mặt á. nó Đúng khác không mà bố? nó Cái gì cũng khác hai chiều hai mặt. ở đây không bắt buộc mày phải theo tao hoặc là mày theo ý tao 100% cái chuyện đó, nó không quan trọng, quan trọng là ở chỗ Đúng mà rồi. mình muốn nói cái vấn đề gì mà nó có tính là mình khơi vào được cái mình lột trần cái thực trạng nó ra mà thôi, chứ thực chất là mình đâu có sân si, mình đâu có làm cái gì đâu. Nhưng mà cái gì thì mình mới nhận xét cái điều này, ở trong cái bộ phận của Việt Nam mình nói ở trong đất nước Việt Nam mình thì cũng ít thôi, thành phần ít thôi, cũng cũng có một số người vòng ngoại. Và ngay bây giờ nó trắng ra là cái đám dân chủ cuội đi cho nó dễ hiểu, mà dân chủ cuội ở Việt Nam mình thấy đâu có nhiều, mình Việt Nam mình tới 100 triệu dân lận mà dân chủ cuội có mấy thằng mà nghĩ địa gì, thì mấy cái thằng đó lúc nào cũng than khóc cả. Rồi nó hướng họ vậy, ý nó muốn nói là Việt Nam ở nước ngoài là bà đó là nữ vừa nữ 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 hoàng anh đi lên cái địa vị đó, như là từ xưa cai À. trị 71 năm thấy nước nước người ta thanh bình đó, nước nước người ta giàu có các cái gì mà nó không biết mẹ về lịch sử cả, nó không biết gì trơn trời. Cái nước Anh đó nó đủ mà biết bao nhiêu thuộc địa, mà mình biết bao nhiêu là hồi xưa lấy của lấy đồ người ta mà biết, bây giờ nó vẫn còn cái thuộc địa của nó tới 11 nước rồi mà, 11 rồi 11 nước nhỏ Argentina nhỏ 11 nước thuộc địa chung quanh của cái nó gọi là cái gì ta, Liên hiệp Anh là cái gì, bãi dạ nữ hoàng bây giờ vẫn còn thời kỳ ngay thời đại thế kỷ 21 mà cái chế độ phong kiến vẫn còn nằm trùm trên cái vấn đất nước Anh, vẫn còn cai trị 11 đảo quốc nhỏ nhỏ chung quanh đã làm nô lệ cho nước Anh, mà nó kêu bà đó dạ lại ta cũng lại luôn đi thôi kệ, chuyện không quan trọng. Mà quan trọng mình muốn nói cái điều này, cái tư duy của bọn trẻ sau này mình nói một số người thôi nha, mình không nói hết này, có nghĩa là bây giờ bởi vì ta buồn cười, ta người ta chờ ta không phán quyết mà ta cũng chẳng viết YouTube và ta cũng chẳng gì cả để coi thử tình hình như thế nào, thì rõ ràng mà cái này cái ông Mạc Văn Trang là cái ông nào, tao nghĩ là ông này nhà văn hay là đại khái cũng lớn tuổi rồi đại khái vậy, mà cái tư Dạ. tưởng của ông là như vậy rồi thì tao hỏi mày mà thấy chết không, có nghĩa là Đúng đúng chết đúng 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 đúng. rất là chết Tức là theo bọn. theo theo con hiểu bố, theo con biết á là ông ta là từ là một trước đây là từng là một nhà giáo. Ừ, đúng rồi. Mà nhà hay là gọi là nhà giáo viên á.
Thì Rồi, con hiểu đồng ý rồi. với bố, một người giáo viên như vậy mà đã mang cái tư duy tư tưởng như thế thì Như không thế biết thì họ dạy học sinh cái gì, họ dạy sinh rõ viên ràng, cái điều gì, và bởi vì họ thực đang sự muốn nhồi nhét cái tư duy gì vào cái thế hệ đúng trẻ, đúng không bố? đúng, vì cái chỗ đó thì khi tao chẳng buồn, bởi tao đang mà thấy tao từ ngày hôm qua này tao chẳng bao giờ tao lên mạng mà tao nói về nước Anh cả, sẵn đây tao mới tao chỉ ngồi tao chờ Giao việc đợi, rồi. tao chờ đợi cái tái diễn của cái sự một cái nhà thờ Pháp á, nó có tái diễn y chang Dạ. nhau mà thực tế y chang luôn, mà thấy ra này không thấy y chang nó bây giờ thì đám nghệ sĩ nó không dám nữa rồi, người nó sợ bị hay, nhưng mà trong tư tưởng của nó cũng vậy mà, nhớ không, có nghĩa là Dạ. đất nước Việt Nam mình người ta chết vì bệnh dịch, người ta chết vì bạo lực, nó không lo đâu, đủ chỉ có một con chó hay là con mèo rượu mới là bắt đầu nhân hoàng, nhân chó, chó hoàng gì đó, chó hoàng gì đó là bắt đầu lên nó tung hay báo đăng y xèo lên mặt đó, là cái giam đã. Tao rất là mệt mỏi về chuyện đó, người ta cũng không bàn cãi, nhưng bởi vì thường thường tôi nói được nghe, người ta nói câu là khôn thì sống, bóng thì chết, thường thường ông bà ta à, tôi Dạ. nói từ hồi xưa tới bây giờ cái câu, những cái câu ngạn ngữ mà những cái câu mà truyền miệng của dân gian mà ông cha ta để lại, ta thấy không có gì sai mà. Cái thứ là khôn nhà dạy Trời. chợ nè, đó đó là Không cái nhà câu dạy ngạn chợ, ngữ mà dạ đúng tôi không? nói là khôn nhà dạy chợ nè, khôn thì bóng sẽ khôn thì sống, bóng thì chết nè, là nói chung là gì Phật trong nhà không, nói chung là những cái câu ngạn ngữ Một của nhà người không Việt mình, thiên đúng không? Một nhà một không nhà thiên đúng không không? thiên, nói chung là những cái mà coi như ông cha ta truyền miệng tới đời dạy cho cái đời con đời cháu là kia, là hầu như không sai, không sai, rõ ràng nghĩ đi cùng không sai rồi. Và Phật đâu trên trời, Phật đâu tại nhà, chính nhà mẹ già ở nhà mới là Phật, Phật sống tại nhà để mà không thờ thờ tùm lum lại khác, những cái câu danh ngôn, những câu báo hiếu này kia, thậm chí gì tôi nói đây là tôi đụng chạm chút xíu về tôn giáo, tao không phải đã pháp giới, tôi nói nghe, nhớ người mà đi lễ nhà thờ, nhớ người mà đi vô trong chùa tụng kinh tụng kiết là mà thấy quên nữa, cái vụ chùa này kia, cái vụ mà khai phát cũng dính chùa nữa, có nghĩa gì bài này, đi chùa thành lễ các cái cúng bái y xèo tiền bung bực của người, có đây là có hiện thực nha, có nhiều người cái là cho thầy chùa cả tỷ bạc, có thầy chùa nha, thầy chùa cái ác tăng là trẻ hay tao đây là có chứng cứ đàng hoàng đó nha, cái là rồi xong rồi 5-70 triệu, 5-700 triệu làm thí vô làm đủ Chào thứ chú rồi đó, Huyền, chào chú là Quang. thậm thậm Dạ. chí tao nói là ác tăng nha, thậm chí còn ngủ chung với thầy chùa nữa. Sao sau khi mà được hiến hiến cả tài sản cho thầy chùa lại dục đi rồi mới đi kiếm một nhỏ khác nó đẹp hơn, rồi bắt đầu ganh chuyện thưa kiện tùm lum tùm la, đó cái chuyện nó xảy ra luôn, có luôn, là có người chứng cứ luôn. Còn ở bên Thiên Chúa cũng vậy, nhưng mà về tới nhà là một là mẹ già, hai là cha già, không bao giờ thờ phụng, mà vô trong chùa là thờ phụng thằng tu trẻ đó, ở trong nhà thờ cũng y chang như vậy, có nghĩa là bước vô nhà thờ đọc kinh sớm hối cắt hái đủ thứ mà đọc kinh băng cô ta là, nhưng về nhà là coi gia đình không có ra cái gì cả, đó là chuyện thường ngày ở huyện mà, chuyện ta cũng biết rồi, thành ra ta mới nói là nghe đôi lúc còn người ta nó thay quá tự do quá trớn được, mà nó tự do biết nó vậy, nó tự do quá trớn cho nên tự do, chứ ngày xưa Việt Nam mình đói nghèo không có cơm không có gạo ăn thì lo chạy miếng cơm chứ đâu có ai nghĩ đến cái chuyện đó đâu, thành ra cái chuyện đó cái xã hội nó ít cái gọi là thái quá biến chất của xã hội, nó ít là bởi vì tôi nói một đơn giản thôi, ngày xưa đéo có tiền đâu mà đi vô nhà hàng hải sản ngày nào cũng vậy, chạy thì kiếm cơm kiếm mắm rượu mới đâu có, nhưng mà bây giờ khi có đời sống con người lên làm gì cũng có tiền, anh làm thợ hồ, anh làm kỹ sư, anh làm bác sĩ cái gì, cái đời sống họ càng ngày càng cao thì ai cũng có tiền, người nào cũng có tiền cả, người làm ít thì tiền ít, người làm nhiều thì tiền nhiều, cái điều đó thành ra vì đó nó mới xảy ra cái chuyện mà đời nhà nhà hàng nó mọc lên như nấm, mà thấy đó nè không, mà nhà phục rồi vô ai phục vụ nhân dân, mà nhân dân cho ai vô ăn, ăn là phải có tiền, chẳng có con ma nào mà vô ăn không trả tiền cái này, đúng không, chuyện bình thường mà, đời sống nâng cao thì con người nó cái gọi là cái gọi là cái xã hội mà cần nâng cao cái nào thì cái gọi là cái mà trị cái gì mình nói chuyện thì không đúng, nhưng có điều là những cái mà tiêu cực trong xã hội á nó cũng đi theo, nó là đương nhiên rồi, thì không Đúng phải rồi. nó tỏ hỏi mày là ví dụ như mày có tiền mà vô xịt ba mày ăn mày nhậu mày vô trong phòng hát karaoke mày chứ đó làm sao mày vô đúng mày hát đúng không, nhắc tới cái vụ đó thì mới rõ ràng, nhắc tới cái vụ đó thì mới nhớ mới mới nghe đọc báo mới biết là ở Vườn Dương nó xảy ra một cái chủ trái rất là thương tâm mà 33 người, mà sao cuối cùng là coi như coi 33 người, như có ba người cảnh sát Ba như ba ba có ba người cảnh sát như trái nữa hình như cũng mất hay sao, hỏi là cái vụ đó hay là vụ khác tao không biết, nhưng mà có điều như vậy thì hiện giờ
mình nói một cách nôm na là những cái cơ sở kinh doanh về karaoke, hoặc nói chung là những cái khu vực nào mà nó có tính cách là như là quán bar, hộp đêm, hoặc là nhà hàng, khách sạn kia, thì phải phải bố trí một cái gì đó mà cũng là có cửa thoát hiểm. Thì cái lỗi mà của cái ông hàng xóm này thường thường mà cũng khổ kia, tôi nghe thường thường hát karaoke là những nhà chung quanh họ đâu có chịu, bởi nó ồn ào mẹ nó. Bây giờ thử nghĩ coi, mày không chỉ thích đang lên mày ngủ mà thì kia chơi khuya và sát vách nhà mày mà nó động đùng đùng đùng, và mày biết vô trong quán karaoke, tao biết rồi, tao vô đó rồi, tao vô rồi, các chị tao không chịu nổi luôn, chứ đừng nói vô trong đó nghe không là chịu không nổi rồi. Nhạc đen mà nhạc đen xin là nhạc để gu nó đập mà nó nổi, mà tao ngủ nó chịu, mà tao phải chạy đường, tao phải đứng đội đường mà tao mệt tim luôn á, là biết chịu nổi. Thì tao hỏi mày cái vách nhà của mày sát bên kia chịu nổi không, chắc chắn là chịu không nổi, bởi vì như vậy cho nên nó xây thật là kín. À, để tôi đâu, nó xây thật là kín để chi, để không cho âm thanh quá nhiều, bởi nếu quá nhiều không âm cách âm, bởi nếu mà thằng sớm nó nghe mà y xèo ồn ào quá là nó đi thưa, mày hiểu không? Okay. Đó nó thưa rồi, kẹt nó cũng khổ tâm. Cái chuyện đó tao không biết, cái chuyện lên chính quyền có vậy, có cách giải pháp để giải quyết cái chuyện tao không bàn tới, bởi tao không phải là kỹ sư xây dựng, tao cũng chẳng phải là cái môi trường nhà đất trên điều đó, nhưng mà tao chỉ nói cái chết đó, cái chết rất thương tâm. Đó là cảnh báo thôi, mấy ông ba bà hoặc là các con các cháu mà muốn karaoke thôi mua mẹ cái karaoke, cái đâu tiêu cái của tao mua 500.000 bạc ở kia ngồi nghiêu ngao của đồ quán ngồi chơi thôi, đừng có vô mấy cái chỗ nữa, chợ rất là nguy hiểm, thấy rõ ràng chứ. Đó là cái sự mà không phải một lần, cái quán karaoke trái hình như mấy lần rồi, và cách đi tuần trước hình như là hình nửa tháng trước hình như bên Thái Lan cũng chết 13 người, cũng có karaoke karaoke nữa đó. Tại sao người ta chết là bởi nó xây bít bùng không có lối thoát, thì điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là hình như quán karaoke nó không có cửa hậu, sao nó không có cửa hậu? Ồ, nó xây nhà ống lên rồi xong rồi đi xuống thôi chứ không có cửa hậu, thành ra người ta không có thoát nạn được. Cái đó là một sự thành kính chia buồn tất cả mọi người đã mất cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nói cho mày nghe, bỏ qua cái chuyện đó đi, mình chỉ nói về vấn đề coi như hôm nay ở Việt Nam mình có nhiều cái tin rất là vừa vui mừng cũng có, vừa buồn cũng có. Vui mừng là gì? Vui mừng là những cái anh chàng mà coi như ảnh tưởng đồ ảnh chắc là lẽ là số 1 trên Việt Nam rồi, đi vô khám ngồi thì tập khoái, tập khoái khoái ra, bởi vì càng dẹp ở đó thì cái xã hội mình nó càng lắng xuống, mày hiểu không? Cái xã hội hiện giờ đang sôi động hoặc đang cấu xé nhau, đang mà thấy rồi rằng đó, thằng Sơn Tùng Sơn Viết kêu tao có vô tập một lần thì nó vẫn xỉa xói, rồi vẫn ám chỉ, nó vẫn chửi nhà đứa, nó vẫn chửi đường lối, nó chửi cộng sản đường lối. Thì ở dưới này cũng có mấy đứa kiểu trời anh nói đúng quá, đúng giờ rồi, đúng quá, thấy không? Có nghĩa nói hay quá hay quá, thấy chưa? Ê, tao mới nói mày rồi, có nghĩa là hãy không làm thì thôi, mà làm thì có người ủng hộ, đâu đứng hộ vậy, biết không biết phải trái gì cả là nó cứ ủng hộ rồi, đâu có buồn cười gì đó. Thành ra tao dẹp cái đám nó chừng nào thì cái xã hội mà nó càng trong chuyện đó. Mày coi, để mày coi là ngày mai bắt đầu báo chí hàng bắt đầu lên án, ngày bắt đầu chỉ xóa chữ vô coi. Tao nói y như rằng nó như Việt Nam làm gì có tự do, đủ người ta nói cái bác nghe đủ quá. Bố nhắc tới cái chuyện này, có một bố nhắc tới cái chuyện này á thì có mắc cười. À, tức là hồi chiều này ở trên Facebook, tức là cũng thằng cái nick của thằng Đe Nhỏ á, nó đăng cái bài về cái nhân vật Sơn Tùng với không phải, nó đăng về cái thằng Bùi Tuấn Lâm. Và nó cho rằng giống như bố nói á, là Việt Nam làm gì có dân chủ rồi, thế này thế nọ. Thì con mới hỏi nó thế này, con nói ok, nếu mà nói như như bạn á thì cái câu chuyện mà ngày 6 tháng 1 đúng không? Thì rõ ràng thì nó, đã nó có, trước nó mắt là có tin là đã có một người bị sự bắn tại chỗ đúng không, tức là bị bắn tại chỗ chết đúng không, và cũng đâu đâu nằm sâu mạng gì đó, nằm sâu mạng bị bế lên, bị FBI bế đi, thì cái đó gọi là cái gì hả? Đâu thì cái đó gọi là cái gì? Hôm, cái đó hôm, đúng hôm không nay, hôm nay nó bế lên gần 810 rồi, trong đó có người Việt rất là đông, nhưng mà nó không có nêu tên ra đó. Đó thứ nhất, ý tụi mình muốn nói là cái luật pháp và cái lời ăn tiếng nói là cái nhân quyền hay là cái dân quyền cái chó gì, thì nó cũng có một cái giới hạn nhất định. Anh bước qua lằn ranh đỏ là anh đã phạm tội Mỹ đó, thấy rõ ràng thấy không? Đâu có gì ra mà thật thì rõ ràng. Thì ở Việt Nam nó cũng vậy, nó chẳng khác gì cả, nước nào cũng vậy bạn, nước vậy, nước nào nó cũng có một cái sự bảo vệ cái an ninh nội, mình gọi là thuộc dạng nên nội chính đi cho nó tiện. Thì bên nước Mỹ thì cũng vậy thôi đó, FBI với lại đó là gì, đó là bảo vệ quyền lợi của đất nước Mỹ,
đó, rồi cảnh sát rồi bullet nữa đó, đây. Nó vậy khi anh đã bước qua cái lằn ranh đỏ là anh chết rồi, có nghĩa là anh đã phạm tội rồi, phạm luật rồi. Là thôi cái đơn giản gì đâu, làm gì có chuyện cái gì đâu phải có giới hạn chứ, giới hạn không, không, cái gì cũng phải có giới hạn, luật nước nào nó cũng vậy thôi, chẳng có khác nào cả, phải có cái giới hạn thế thôi, rõ ràng vậy. Nhưng mà thường thường nó buồn cười, nó chỉ bỏ qua hết rồi, nó bỏ qua hết cái gì mà mặt trái của xã hội Mỹ, nó bỏ qua hết những cái nước phương Tây chẳng hạn gì là Úc, Canada, Phần Lan, Thụy Sĩ, đấy nó bỏ qua, nó vừa dùng cái mặt nào mà coi như nổi bật tốt tốt mà nó đưa lên, ta nói mà rồi giống y chang như anh nói, mình nói là cái mà tốt á của Việt Nam mà thì nó không bao giờ đưa ủng bắt chuyên môn nó dở thùng rác ra thôi, nó chụp hình vô một thùng rác thôi, tụi nó là vậy, tôi sớ dơ vậy đó mà khổ vậy. Ok.